2017, VnV và Bình Minh Media chào đón các bạn cùng tham gia một sự kiện nổi bật, một sân chơi cho thời trang tóc Việt, nơi hội tụ anh tài và là không gian sáng tạo không giới hạn. Galaxy Festival 2017 với chủ đề Vũ điệu cuộc sống, đêm hội ngộ của sắc màu cuộc sống với sự trình diễn của các hair team. Chương trình đầu tiên ở Việt Nam dành cho hair team, các nhà tạo mẫu tóc sẽ kết hợp cùng nhau, cùng trình diễn những tác phẩm của mình. Không chỉ phô diễn tài năng tạo mẫu tóc, họ còn khoe những bước nhảy, những màn vũ kịch, nhạc kịch, catwalk được biên đạo bởi các đạo diễn chuyên nghiệp để làm nổi bật ý tưởng và phong cách của từng hair team. Gala chung kết Galaxy Festival 2017 sẽ diễn ra vào tối 19 tháng 9 năm 2017. Và năm nay, với sự cố vấn và đồng hành của nhà tạo mẫu tóc Hoàng Minh Tâm, với vai trò chủ tịch hội đồng nghệ thuật, Galaxy Festival 2017 hứa hẹn đem lại một sân chơi lớn cho các nhà tạo mẫu tóc. Với kinh nghiệm gần 30 năm trong nghề, từng giữ cương vị giám đốc đào tạo Tony & Guy Việt Nam, hơn 15 năm làm giám đốc đào tạo của Davinet Italy và thực hiện 11 bộ sưu tập của riêng mình, trong đó có nhiều hair show trình diễn ở sàn diễn quốc tế. Nhà tạo mẫu tóc Hoàng Minh Tâm đã chia sẻ cho ban tổ chức rất nhiều ý tưởng và kinh nghiệm tổ chức chương trình. Và 6 leader của Galaxy Festival 2017 đã lộ diện và chính thức chiêu mộ anh tài. Nhà tạo mẫu tóc Hòa Ân với kinh nghiệm hơn 25 năm trong nghề, chị không chỉ là thủ lĩnh của một hội nghề tóc uy tín tại thủ đô mà còn tổ chức nhiều chương trình chia sẻ kỹ thuật cho các đồng nghiệp. Chia sẻ về nghề tóc, nhà tạo mẫu tóc Hòa Ân cho rằng với nghề tóc, nếu kỹ năng là một phần thì đam mê phải là 9 phần. Đến với tóc là đến với nghệ thuật tạo mẫu của những ứng dụng vào đời sống thực tế, là những đam mê để biến cái không thể thành có thể. Nhà tạo mẫu tóc Đông Phạm với nhiệt huyết, đam mê và kinh nghiệm 15 năm làm nghề. Thương hiệu Đông Kinh Hair Salon của nhà tạo mẫu tóc Đông Phạm là địa chỉ làm đẹp tin cậy tại đất cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Với anh, làm tóc chính là làm nghệ thuật là khi bạn có thể được khen, có thể bị chê, nhưng đấy mới chính là mình. Được cống hiến tất cả những gì mình có, hoàn toàn được thỏa mãn cá nhân, một show diễn chính là đỉnh cao của nghề nghiệp. Nhà tạo mẫu tóc Nguyễn Bình với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề và là chủ sở hữu của 4 hair salon, thực hiện rất nhiều hair show cho các thương hiệu tại Việt Nam. Nhà tạo mẫu tóc Nguyễn Bình và hair team của mình sẽ đem lại tinh hoa của đất Sài Thành hòa cùng sắc màu của vũ điệu cuộc sống, cùng giao lưu và học hỏi, bởi anh quan niệm rằng học hỏi và tập là cách đưa bạn tiến gần đến thành công. Hơn 20 năm trong nghề, thương hiệu Kim Loan đã có một chỗ đứng vững chắc không chỉ trong ngành tóc Việt mà còn trong trái tim hàng ngàn khách hàng thân thiết. Bí quyết của nhà tạo mẫu tóc Kim Loan chính là kỹ thuật làm nên sự tín nhiệm, dịch vụ làm nên giá trị, thương nghiệp xây dựng tương lai. Là một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp thì không thể thiếu ba kỹ năng trên. Đó chính là tinh thần sáng tạo mẫu tóc chuyên nghiệp mà nhà tạo mẫu tóc Kim Loan sẽ kiên định đến cùng. Mỹ Tuyến Hair Salon and Academy được sáng lập từ năm 1989. Hơn 20 năm qua, nhà tạo mẫu tóc Mỹ Tuyến đào tạo nên nhiều thế hệ học trò làm nghề tóc. Nhà tạo mẫu tóc Mỹ Tuyến chia sẻ, anh muốn đem những kiến thức có được sau nhiều năm tu nghiệp tại các nước để thổi hồn cho nhiều bạn trẻ yêu cái đẹp và biến ý tưởng thành hiện thực. Và hair team của nhà tạo mẫu tóc Mỹ Tuyến tại Galaxy Festival 2017 sẽ chấp cánh ước mơ cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo và không ngừng học hỏi. Nhà tạo mẫu tóc Tú Kevin là một nhà tạo mẫu tóc tiêu biểu của thế hệ 8X, dám nghĩ, dám thực hiện. Và ít có nhà tạo mẫu tóc trẻ thế hệ Anh có thể tự mình thực hiện mỗi năm một bộ sưu tập, sáng lập Việt Nam Art Hair và hợp tác đào tạo tại các nước ASEAN. Sự tự tin đã làm nên dấu ấn cá nhân và thương hiệu Tú Kevin. Bạn có muốn lấy ước mơ để khẳng định chính mình? Hãy đăng ký về team của nhà tạo mẫu tóc Tú Kevin nhé! Danh sách các hair team chính thức sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 6. Toàn bộ thông tin chương trình được đăng tải trên chuyên trang www.galaxyfestival.com và trên thư viện khỏe đẹp online.com. Mời các bạn chú ý đón xem.